Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và kể từ lúc mà mình unbox được cái chiếc MacBook Pro 13 inch, chiếc M2 của năm 2022, thì mình đã có rút ra một vài những cái lý do sau mà sắp tới đây Apple họ sẽ tiến hành khai tử cái dòng MacBook Pro 13 inch này. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video lần này nhé. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên á, sau khi mà mình tiến hành mình mở hộp nó ra xong thì trước đó mình cũng có tìm hiểu về mức giá, cấu hình các thứ, rồi là những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của cái chiếc MacBook Pro 13 inch này. Và mình đã phát hiện ra một vài điều mà Apple gần như họ không còn mặn mà với cái dòng MacBook Pro 13 inch nữa. Điều đầu tiên đó chính là về cái thiết kế ở bên ngoài của cái chiếc MacBook Pro này. Gần như Apple họ sử dụng nguyên cái thiết kế của cái chiếc MacBook Pro từ đời 2016 và ép thẳng vào cái chiếc MacBook Pro M2 này. Có nghĩa là Apple họ đã không thay đổi cái thiết kế này trong vòng 6 năm rồi, và họ vẫn tiếp tục sử dụng cái kiểu thiết kế này và chỉ thay đổi mỗi cái con chip M2 ở trong này thôi. Đó là điều thứ nhất. Và thậm chí đến lúc mà mình xem được cái bài báo của iFixit và khi mà họ chia đao cái con MacBook Pro này ra, thì ở phần bên trong thì giống 100%, kể cả con ốc nó cũng giống nhau luôn. Cho nên có thể nói là Apple họ đã dùng không chỉ cái thiết kế không, mà họ đã dùng nguyên một cái bộ vỏ của con MacBook Pro từ những đời trước và dùng cho con MacBook Pro 12 này. Cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với bạn đây chính là quay lại cái thời điểm mà chúng ta xem cái sự kiện Apple họ ra mắt những cái chiếc MacBook Air M2 rồi là chiếc MacBook Pro M2. Chúng ta hoàn toàn bất ngờ khi mà có những cái chiếc MacBook Air M2 nó đã có một cái kiểu thiết kế mới hiện đại hơn, nó giống những cái chiếc MacBook Pro 14 inch, nó có tai thỏ và màn hình của nó thì cũng được nâng lên cái mức là 13.6 inch. Do có cái điểm khuyết ở cái phần tai thỏ cho nên nó sẽ tăng lên một tí là như vậy. Còn với cái chiếc MacBook Pro 13 inch M2 thì nó vẫn y chang như những chiếc MacBook Pro khác về phần màn hình, có nghĩa là nó cũng sẽ không có cái phần tai thỏ này. Tiếp tục là về những cái cổng kết nối, thì với con Pro M2 nó vẫn sử dụng cái cổng Type-C là chủ yếu rồi, và cái con E thì nó được nâng cấp hơn, chúng ta sẽ có lại MagSafe, chúng ta vẫn sẽ có Type-C để mà có thể sử dụng cho những cái tác vụ khác, hoàn thiện hơn, ngon lành hơn, thiết kế mới hơn. Tuy nhiên cái mức giá của nó thì cũng chỉ có thấp hơn so với cái chiếc MacBook Pro 13 inch M2, chỉ có $100. Và khi mà mình coi kỹ hơn về phần cấu hình ở phía bên trong thì gần như là con MacBook Air M2 cấu hình của nó ngang bằng với con MacBook Pro 13 inch. Và thậm chí ở cái phần về webcam, về FaceTime thì cái con MacBook Air nó còn có cái chất lượng tốt hơn, lên tới 1080 đó, để mà các bạn có thể thoải mái sử dụng. Và một cái điểm duy nhất cái chiếc MacBook Air M2 nó bị thua kém so với cái chiếc MacBook Pro M2, đó chính là nó sẽ không có quạt tản nhiệt. Và kể cả ở trên con Pro M2 này á, ở thời gian gần đây nó có sử dụng quạt tản nhiệt ở phía bên trong, nhưng nó vẫn gặp cái hiện tượng quá nhiệt. Và hiện tại thì Apple họ vẫn chưa trả lời cho cái thắc mắc của người dùng là lý do tại sao mà con Pro M2 này nó lại bị quá nhiệt như vậy. Và kèm vào đó là một vài những cái thông tin về việc là ổ cứng ở trên cái con MacBook Pro M2 này nó cũng sẽ chậm hơn, tốc độ của nó chỉ bằng 1/2 so với con MacBook Air M1 nha các bạn, chứ không phải là M2 năm 2022 đâu. Cho nên tự trung lại thì chúng ta có thể thấy gần như là cái chiếc MacBook Pro 13 inch chạy chip M2 này Apple họ đã ra cho có. Và nói sâu xa hơn thì nếu như các bạn để ý kỹ càng hơn về mức giá, thì với cái chiếc MacBook Air M1 nó có cái mức giá khởi điểm là $999, đến con MacBook Air M2 thì cái mức giá của nó đã tăng lên đến tận là $200, nó nằm ở mức là $1,199. Và con Pro M2 thì nó chỉ có đắt hơn con Air M2 chỉ có $100 nữa thôi, có nghĩa là nó rơi vào mức $1,299. Quay trở về thị trường Việt Nam thì khi mà mình check giá của Sellphonet thì hiện tại cái chiếc MacBook Air M2 nó đang có cái mức giá là khoảng 34 triệu đồng. Rồi còn con Pro M2 thì nó sẽ có cái mức giá là 35 triệu đồng. Wow, trên nhau chỉ có 1 triệu đồng. Và các bạn sẽ chọn Pro hay là các bạn sẽ chọn là MacBook Air? Nếu như nói về quan điểm của mình, tới thời điểm hiện tại mình đã được sờ con Pro 13 inch M2 rồi, thì với cái mức tiền đó mình sẽ chọn cái con MacBook Air M2
thay cho cái dòng MacBook Pro M2. Lý do tại sao mà Apple họ lại làm như vậy là để họ có thể định vị lại về cái phân khúc dòng sản phẩm MacBook này. Các bạn có thể thấy 2 năm gần đây chúng ta có cái sự lẫn lộn giữa MacBook Air nè, MacBook Pro 13 inch, rồi là chúng ta lại có cái MacBook Pro 14 inch, rồi là lại có cái MacBook Pro 16 inch nữa. Gần như những cái phân khúc này nó lẫn lộn với nhau, và những cái con chip được sử dụng trong những cái chiếc máy này nó cũng đã được phân cấp, nhưng về tên gọi thì làm cho mọi người khá là dễ nhầm lẫn. Chính vì vậy Apple họ có một cái chiến lược kiểu như thế này để mà họ vừa có thể đẩy cái dòng MacBook Pro 13 inch này ra khỏi cái nhu cầu của người dùng và bắt buộc người dùng phải mua MacBook Air hoặc là MacBook Pro 14, 16 inch với mức giá đắt hơn. Còn những cái chiếc MacBook Air lúc trước nó có cái mức giá là dành cho dân văn phòng với mức giá là thấp hơn 1.000 đô, thì ở thời điểm hiện tại nó đã có cái mức giá khởi điểm là 1.199 đô rồi. Và với cái mức giá này thì rõ ràng nó cũng ngang bằng với những cái chiếc MacBook Pro ở những cái phiên bản trước. Khi mà ra mắt thì cũng rơi vào đâu đó khoảng 1.199 đô, 1.200 đô thôi, cũng không quá là cao. Và rõ ràng thì ở thị trường Việt Nam thì các bạn đã thấy cái mức giá giữa MacBook Air M2 và MacBook Pro M2 rồi. Cho nên ở thời gian tới có thể Apple họ sẽ khai tử cái dòng MacBook Pro này, và chúng ta sẽ có định hướng lại 3 phân khúc MacBook dành cho người dùng. Đầu tiên với người dùng giá rẻ thì chúng ta sẽ có những cái chiếc MacBook Air. Bây giờ nó cũng không rẻ cho lắm, 1.200 đô rồi cho một cái chiếc MacBook Air. Nhưng bù lại chúng ta cũng sẽ có một cái kiểu thiết kế mới, đẹp hơn, có tai thỏ nè, thời thượng hơn đúng không? Màn hình cũng được tăng kích thước. Chiếc M2 bây giờ thì Apple họ cũng sử dụng ngang bằng với những con Pro, nó không có cái sự chênh lệch như những dòng trước. Ở lúc trước á, với con M1 thì rõ ràng nó chỉ có 8 nhân CPU rồi là 7 nhân GPU. Đó, nó sẽ thấp hơn cái con Pro M1. Nhưng ở thời điểm hiện tại, MacBook Air M2 và Pro M2 thì gần như cấu hình của nó là ngang nhau. Cho nên MacBook Air sẽ được đặt ở cái phân khúc của MacBook Pro 13 inch và bán với cái mức giá của những cái chiếc MacBook Pro 13 inch. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân khúc chuyên nghiệp hơn dành cho những cái chiếc MacBook đắt tiền hơn, ví dụ như là Pro 14 inch hoặc là Pro 16 inch chẳng hạn. Và đó sẽ là tất cả những cái lý do mà Apple họ không mặn mà với dòng MacBook Pro 13 inch này. Các bạn cảm thấy sao về video lần này? Các bạn sẽ chọn MacBook Air M2 hay là các bạn sẽ chọn MacBook Pro M2? Thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu đặt hàng thì mình cũng đã để đường link của Seponet ở phần miêu tả của video để các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.